Ngày 9 tháng 1, Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành điều tra, làm rõ 4 đối tượng thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện. Trước đó, vào đêm 5 tháng 1, tại nhà ông Bùi Minh Cần, thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một xe máy mô tô màu trắng đen, biển kiểm soát 73AC02609, trị giá 14 triệu đồng. Đến rạng sáng ngày 6 tháng 1, tại nhà anh Mai Quý Dương ở tiểu khu 2 thị trấn Đồng Lê, bị kẻ gian lấy trộm một xe mô tô Honda Way màu trắng đen, trị giá 15 triệu đồng. Và tại nhà anh Nguyễn Văn Sơn ở thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa, cũng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một xe mô tô Way màu xanh đen, trị giá 8 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản gần 40 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, Công an huyện Tuyên Hóa xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, xảy ra liên tiếp tại nhiều địa phương trong thời gian ngắn, gây hoang mang trong dư luận, nhân dân. Các đối tượng có khả năng hoạt động theo nhóm, manh động và liều lĩnh. Công an huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo, huy động các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát từng đối tượng địa bàn liên huyện, liên tỉnh. Với tinh thần quyết tâm cao, từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1, Công an huyện đã lần lượt xác minh, làm rõ, bắt 4 đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gồm Lê Khắc Hòe, sinh năm 2003, trú tại xóm 1, xã Hưng Long, Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2009, trú tại xóm 4, xã Hưng Liên, Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2009, trú tại khối 8, thị trấn Hương Khê, và Nguyễn Bảo Nam, sinh năm 2010, trú tại xóm 5, xã Hưng Lâm. Tạm giữ 4 chiếc xe máy, trong đó có 3 xe máy là tài sản các đối tượng trộm cắp được. Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh là một trong những thành tích nổi bật của Công an huyện Tuyên Hóa trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn, đảm bảo bình yên cho nhân dân.